mình hóa thành một con độc long các bạn ơi, một con rồng có thể phun ra được độc tố các kiểu ăn à. Đấy. Oh shit. Trời, ba đầu. Anh thử chiêu xương độc nha. Ê, bệnh lắm anh. Oh shit, to vậy. Rồi, anh thử chiêu hồng đỏ. Ui, chiêu Z cũng vậy ha, nhưng mà nó phun nhiều hơn đó. Anh thấy không, phun nhiều hơn đó. Tại vì nó tới ba cái đầu mà. Cho anh xem anh làm quả chống mặt. Dạ. Ui anh ơi, nửa cây gì? Trời, một chú ý thôi, nửa cây máu hả? Sao trái này mạnh có gì? Ê, anh ở với ai luôn rồi đúng không? Ủa, người ta chết luôn hả em? Ê, ôi, anh lỡ tay mà. Trái này uy tín vậy, đúng là gồng phun tay của khác. Ui, mới hai chiêu thôi, gần 10.000 đam rồi. Ôi, sao nó chịu nổi trời? Ôi, nó đâu rồi? Ê, trời ơi. Ôi, hết thấy nó luôn rồi. Ê, nó hung tôi kìa. Trời ơi, gan ha. Ôi. Rồi nốt chiêu cuối.